Chú anh chị ơi, anh Hai Vũ Luân đến của chú anh chị ơi. Anh Hai Vũ Luân này. Anh Hai Vũ Luân đến của chú. Em cứ chào anh Hai. Tụi em biết ở đây hay vậy? Dạ. À, anh Hai đến của chú anh chị ơi. Anh Hai Vũ Luân đến em cả nhà. Nói của chú anh chị thì anh Hai Vũ Luân cũng vừa vào bên trong của chú anh chị ơi. Trong thời gian tại đợi thì hồi nãy là nói chung là anh Tuấn tới nhà của chú. Anh Tuấn chạy quanh về cũng chiếc xe này cả nhà. Bây giờ anh Tuấn có chạy về đón anh Hai Vũ Luân vừa trong cả nhà. Xe anh Hải và chị Hồng Loan cũng vừa đến luôn cô chú anh chị ơi. Chị Hồng Loan tới luôn cô chú. Chị Hồng Loan đến nè cả nhà. Đó, anh Hải nè cô chú. Anh Hải nè. Đó có bé Bun. Bé Bun cả nhà. Bé Ken. Bé Bun, bé Ken. Phía trong là có chị Hồng Loan nha cả nhà. Chị Hồng Loan. Cô chú anh chị. Có anh Khoa nữa cô chú. Vào bên trong thấy cô chú anh chị ơi. Đó. Xe của có một trợ lý của anh bé Tin nữa. Rất cái cây này con, rất cây này con. Bé Tin nữa cả nhà. Vào bộ bên trong thấy nha cả nhà. Gồm anh Hải nha, chị Hồng Loan, bé Tinh, bé Ken và bé Bun cô chú anh chị và một trợ lý của chị Hồng Loan nữa cả nhà. Bộ bên trong cả nhà. Chỉ thiếu vợ chồng anh Sang ha cô chú, anh Sang chưa đến em cả nhà mình ơi. Mà từ ở trong đó. Một quán ngoài thôi anh. Còn vô trong là cũng có anh em YouTube qua có giấy mời mới vô trong được. Đó cả nhà. Đó cả nhà. Có quà rất là to đùng luôn cô chú anh chị. Trong thời gian thay đổi cô chú anh chị hãy đón nhận xem. Anh Hai Vũ Luân cũng vừa đến luôn. Hồi nãy em nhầm cả nhà, nói chung là đã có anh Tuấn anh trợ lý của anh Hai Vũ Luân đến thôi cô chú. Thì anh Tuấn chạy về chở anh Hai Vũ Luân đó cô chú anh chị. Đâu cũng là chiếc xe này nha cả nhà, thì anh Hai Vũ Luân mới vừa tới luôn cô chú. Vừa tới thì chị Hồng Loan của anh Hải rồi cả gia đình nhỏ của chị Hồng Loan cũng vừa vào bên trong cả nhà, để em cập nhật tình hình phía trong trước tại nhà hàng Mùa Vàng. Để sinh nhật của má Tư Cúc Thanh cho cô chú anh chị yêu mến Tinh Ngâm Hiền và cũng như yêu mến má Tư Cúc Thanh, để xem biết được tình hình sinh nhật mất của Tinh như thế nào nha cả nhà. Gồm có chú Linh Tâm nữa, vợ tầm Linh Tý rồi cả nhà, chị Ni, nói chung cũng vào bên trong hết rồi cô chú anh chị. Trong video này còn thiếu vợ chồng anh Sang nữa cô chú, biết vợ chồng anh Sang có đến không rồi đó em không biết nha cô chú anh chị. Đây là nhà hàng này. Chú. Ở trong rất là thì chứ anh em mình quay một cái video này xong thì anh em mình sẽ bước vào trong để quay toàn cảnh đám sinh nhật của má Quốc Thanh ở tại nhà hàng Mai Vàng Mùa Vàng. Mùa Vàng thì thì ở đây cả nhà mình biết là rất là nhiều nghệ sĩ đến đây luôn nha. Nè má, chú Linh Tâm nè,
anh Hai Vũ Lưng nè. Đây cả nhà, đây là cũng là Hồng Ni. Từ mời đến luôn cô chú anh chị. Tí đã đến. Đúng và Đức Trâm đã đến, còn anh Sang dạ, còn thiếu trà chồng anh Sang nữa thôi cả nhà. Là còn thiếu vợ chồng anh Sang nữa thì sẽ đến sinh nhật của má tư Quốc Thanh và sẽ khai tiệc nha. Đúng rồi. Thì bây giờ Đức Trâm là đang công tác chuẩn bị tất cả để đón anh Hai, đón tất cả luôn và khách anh Hai cũng vừa đến luôn rồi. Anh Hai Vũ Lưng cũng vừa đến luôn. Anh Hai Vũ Lưng mới vừa đến luôn cả nhà, và anh Hai vừa bước vô trong thì gia đình Hồng Loan vừa đến luôn. Quá tuyệt vời luôn. Cái đó có một nghệ sĩ nữa kìa cả nhà. Đây là toàn những nghệ sĩ mà đi đến khu vực thì đi đoàn xe ráp không cả nhà. Có khăn nha. Đó cả nhà. Ê, nhìn giống như con mũi chi quá ta. Cái gì quá này? Làm cánh chi. Không phải, không phải làm cánh chi. Không phải làm cánh chi của chú anh chị ơi. Phải không? Không. Mấy đứa nó vô nhóc luôn, đứng ở ngoài quay. Đó cả nhà ơi. Đó cả nhà. Nó cho quay không à. Đứng ở ngoài quay. Vô trong nhận gì tại trong á. Ủa, chút vô. À, rất là nhạt nhiều nha cô chú anh chị. À, xí em sập cho vào trong em để em quay em chia sẻ cho cô chú anh chị xem nhé cả nhà mình. Đó, lắp ở khung này là mát mẻ và rộng thoáng mát luôn cô chú anh chị. Đó là xe của anh Sang này. Có anh xin là xe anh Hai Vũ Lưng. Cô chú anh chị yêu mến Tin Ba Miền thì ủng hộ Tin Ba Miền, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo cho Tin Ba Miền cô chú anh chị ha. Em có cập nhật tình hình phía trước cho trang nhà hàng cho cô chú anh chị. Nhà hàng của má tư tại tổ chức sinh nhật má tư Quốc Thanh cả nhà. Đó cả nhà, nói chung ở trong rất là nhạt luôn, rồi cho anh bọn em cũng đứng ở ngoài em quay chia sẻ cho cô chú anh chị biết thôi, chứ vô trong rất là nhạt nè cả nhà. Đây nha. Bé Bun em mặc rất là sang trọng, có hai đứa con trai của chị Hồng Loan nữa. Rất là dễ thương luôn cô chú. Nhà hàng mùa vàng ăn cô chú anh chị. Nhà hàng rất là lớn cô chú. Rất là lớn luôn.